theo đó chính là chỗ Hoàng Kiệt, ở Bali. Mấy chỗ này mà có mấy khách du lịch như mình là lúc chắc luôn. Có bao giờ thích mua đồ lưu niệm không? Rất là muốn. À, đằng sau lưng có người Nhật nè, lâu lắm rồi mới được nghe tiếng Nhật lại chứ. Dễ thương quá. Ở đây là bán đồ lưu niệm Dọ Mây, rất là xinh. Không biết là bà chị của mình nó có thích không, mua cho bán tiền như tiền đây cũng rẻ mà, 490 vi thì bạn Bình không có mua được cái gì mà liên quan tiếng gỗ hay trì hết. Có mấy bức tượng nè, mình có nên mua về trưng ở nhà không ta? Mà nó giống mấy bức tượng mua hồi ở Campuchia quá vậy. Ồ, cái này đắt lắm luôn à. Là 3.155.000 ruby. Đắt lắm. Thì cặp cái này nè. Cặp thứ này nhìn lạ nè. Giả mang này là 1.430.000 đắt ạ, đắt. Thì ra mấy cái gỗ này về nhà trưng bày chứ đâu làm gì đâu với mấy này đâu, thì luôn ở trưng bày 97 đắt vờ lờ đúng em đắt vé. Mấy này mắc quá, mấy này xong mài chắc đắt. Đang đi vô. À, má mình coi cái sư tử của cái nhân vật này nè. Mẹ. Sao vú? Đẹp quá. Đây có chai Indo. Đi qua cái chỗ khác bao đi cô cũng bao đi tham ơn mãi sang chiêu tờ. Hello. Chiêu thằng bập phung á, đồ nguyên liệu á. Hai người này biến hình á, hôm qua y như là đúng rồi. Hôm qua là ăn mày. Nhưng bữa nay xuất hiện biến hình giống như là qua một đêm á. Trời, hai chị này đẹp quá.
là thơm nha, rất là mịn luôn. Mà đang dùng gì? Đâu có dùng gì đâu, xin dầu body thôi. Dạ. Dầu chống mũi hả? Vậy họ dầu chống mũi đúng không? Có bị 45 ngàn thôi, 45 ngàn phải có 90 ngàn. Chưa đi tiền? Cái này hả? Ừ. Trời ơi, đứa cậu chở với mặt tôi kìa đây. Cái này tinh dầu massage vậy chị? Đúng rồi. Rất mềm. Không lẽ giờ mình mua dầu massage rất là mềm. Mình chọn ngay mùa này hơn nè. Có người massage vậy, không ai massage cho mình. Chị này là chai này nè. Giống như mình đi massage mình đem theo, mình bắt người ta massage cho mình. Massage nha. Bao nhiêu vậy? Có tính ra 90 ngàn của mình à. 45 thì gấp đôi đó, thí dụ 45 ngàn là 90 ngàn của mình. Đó là mùa này. Mùa này cưng lắm nè. Mùa dính tay chỉ hả? Đây nè, mùa này, mùa này là mùa này. Còn mùa này là mùa dưới đó. Cái này là không có cái này khác nha. Là jasmine đi. Lấy cái mùi lại đó. Mọi người đang mua tinh dầu. Hơi thơm, mùi này thơm, gian thơm với lại có mùi nào sexy không chị? Sexy hả? Mình thích những cái mùi mà nó sexy. Sexy đúng rồi, tại vì sexy. Đây, hả? Mùi này cũng cưng lắm nè. Mùi nó cưng rồi. Đây. Nè nè nè. Có sexy đúng không? Mày nó không? Brand với Fanny. Giống giống nha, chiếc đi thử ơi. Trời ơi, thằng này cưng lắm nè. Đâu? Mùi nào nóng bỏng không? Có mùi nào nóng, nó dịu. Nóng bỏng à? Mùi này không được. Mẹ không có thích mùi nãy à. Mình nãy đây mùi nãy đi nè. Trời ơi, mẹ chỉ đưa cho em nè. Đúng rồi. Đây gian gian rồi nè. This jasmine. Mình thơm mà ổng không mùi đất. Đẹp lắm. Để thử. Rất là thơm. Đọc jasmine lại. Thơm. Giờ lấy luôn em. Lấy jasmine. Dạ, nếu mà mình đưa thêm hỏi vào thì mình sẽ giống như bông hoa lài vậy đó. Mẹ, em đi đưa chị kia. Rất là thơm. Dạ, okay. Để cho bà đưa cái này nữa lắm. Mẹ, chỉ nè, lấy cái này nè. Chỉ cho, thử tí xíu. Dạ. Thôi, gì dịu vậy? Chị đã thử rồi. Please, deep down. I want to try. Lotus. Rồi, rất là để chị kiếm rồi, nó có chung. Ba chai rồi đó, xài cả năm đó. Nó mà xài vô rất là mịn. Dầu có gì quá strong. Da mình khô chát, mình nên xài nhiều. Anh em ra xe trước nha. Chờ nó rồi, tiểu nhanh vậy. Rồi đó, thôi vô đây thôi. Nó còn cái. Thực ra sau khi mình thử xong thì mình không thấy cái này không. Quá buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Mình rất muốn mua nhưng mà vấn đề là cái nào nó hợp với mình, hiểu không? Đây nến cũng đẹp nè, hí hí. Nến hàng cũng đẹp nè. Đẹp quá. Xinh quá nè. Xinh quá, nhiêu tiền nhập? Mua về làm quà tặng cũng được. 45. Cũng được, cũng không mắc. 45 thì chắc cũng 5-60 ngàn vậy. Nhưng mà không biết mua về tặng vấn đề là không biết mua quà tặng. Cái gì? Vấn đề vậy đó. Tôi bị gặp rất nhiều vấn đề là tôi không mua để tặng ai. Ai cũng đòi. Nhưng mà phải ai cũng tặng. Xinh quá à. Thật ra người ta rất là biết kinh doanh. I like it. Mấy cái mỹ nghệ
này nó giống Việt Nam không khác gì đâu. Con này là giống cái nhang nè, nó nhang đốt đốt. Mọi người đã hứng thú với đồ nguyên liệu không? Mình không biết mình muốn gì thì luôn. Này là xà bông, xà bông, xà bông, xà bông. Organic shop. Được không hả? Bán nhiều nhang nè. Vấn đề là bạn mình không biết mua nhang là làm gì. Tea, nó có chạy cho mày. Chúng ta cũng biết làm. Thấy cái này là đốt xong rồi khói lên nè. Chầm mà đúng không? Sao chị không có hấp dẫn với cái gì hết trơn vậy? Đi vô đây là hết 10 phút rồi, 12 phút, 15 phút rồi mà vẫn chưa mua được cái gì hết. Nè, không có hứng thú với bất cứ một món đồ gì hết luôn. Tôi không hiểu luôn. Có mấy đứa như tôi là mấy cái chỗ này là thất nghiệp chắc luôn. Tự nhiên trong nhà mình được gọi là bình nhỏ. Ê cái này dễ thương nè, em mấy đứa. Trời mua về cho học trò cho. Trời cô giáo khổng nghiệp, xin lỗi. Lào sư sẵn mạng nữa cơ. Sấy sư. Này là khui bia, các bạn nghĩ đi đâu vậy? Cái này là để khui bia. Mệt quá à. Nghĩ vậy. Nghĩ thương quá. Nè, chú không. Các mẹ. For example like this. If we have children.